Okay, xin chào anh chào mình tên là Hậu, hiện tại mình đang làm việc và sinh sống tại thành phố Nha Trang. Okay. Và mình đã là giáo viên thực giáo viên ở Bantaro tính đến bây giờ là được 2 tháng hơn. Okay. Lý do của mình chọn nghề giáo có lẽ là theo bản thân mình nghĩ thì mình có sự kiên nhẫn đối với người khác nhiều hơn, đôi khi là nhiều hơn bản thân mình, và mình tự tin rằng mình có thể giúp người khác trau dồi cái kỹ năng của người khác tốt hơn, và đồng thời là giúp người khác người khác nhận ra được những cái kỹ năng và thiếu sót của mình. Trong thời gian mình làm việc ở Bantaro thì mình đã nhận được 3 lớp, trải dài từ lớp 7, lớp 6 chứ, lớp 6 cho đến lớp 8, và có một lớp người lớn. Thì theo mình thấy thì ở mỗi độ tuổi thì nó sẽ có những cái khó khăn và cái thử thách riêng cần của mỗi học sinh. Thì và lớp của học viên lớp 6 thì theo mình thấy thì phần lớn ở tuổi độ tuổi đó thì những cái học viên thường hay những cái bé học viên còn hay ngại. Nên một mục tiêu của mình đó, phần lớn là giúp bé thoải mái hơn khi giao tiếp với người ngoài, đặc biệt là giao tiếp bằng tiếng Anh, và đồng thời thì giúp bé cảm thấy yêu thích môn tiếng Anh. Nó không hẳn chỉ đơn thuần là việc học chỉ lên trường chỉ kiếm điểm cao, và nó còn nhiều hơn thế nữa. Đó là một kỹ năng cần thiết. Một ngôn ngữ thì mình đã gặp khó khăn trong lớp 6, trong với học viên lớp 6 phần lớn là bé thiếu tự tin và cởi mở khi giao tiếp trong phần speaking, và mình cũng gặp khó khăn trong thời gian đầu, nhưng mà mình vẫn cố gắng giúp đỡ bé, nhất là từ những việc nhỏ nhất như là thiết lập một câu như thế nào cho nó đơn giản và nó đầy đủ nhất. Mình phải đi từ những thứ cơ bản nhất, và đồng thời là giúp bé nhận ra cái nhiều mặt về tiếng Anh, đôi khi nó sẽ rất là thú vị đối với bé. Theo mình thấy thì bé rất là thích đọc sách, và nên mình cho bé đọc rất là nhiều sách tiếng Anh để cả hai bên cùng được giao tiếp và đồng thời cùng bàn luận hơn về cái tiếng Anh, đặc biệt là nội dung của sách. Và hiện tại sắp tới thì đó là những phương pháp chính của mình, và mình sẽ xem xét về mức độ hiệu quả của mỗi phương pháp sau một thời gian. Nếu thực sự hiệu quả thì mình vẫn tiếp tục. Okay. Đó là về lớp 6, còn về lớp 8 thì trường hợp này thì có lẽ là mình khá là sốc, bởi vì bé học lớp 8 nhưng mà chương trình với lại kiểm tra của bé thì theo mình đánh giá thì đôi khi là đến lớp 9. Mức độ là lớp 9 đôi khi là rất là khó. Bé được khoảng 7 điểm trong lớp, nhưng mà và học viên nghĩ là mình thuộc loại khá, không có giỏi, nhưng mà thật ra theo mình thấy thì đề bài nó khó chứ không phải là bé yếu kém hay là chỉ khá gì. Theo mình nhận định thì nếu so với lớp 8 thì bé thuộc loại giỏi. Cái bé thiếu là thiếu tự tin, với lại đồng thời về cái sự nắm chắc phần cơ bản. Mục tiêu của mình thì đương nhiên là vẫn giúp bé được điểm cao nhất có thể trên lớp, nhưng mà đồng thời cũng phải cho bé thấy sự thích thú cũng về môn tiếng Anh. Nên mình thường xoay bài học rất nhiều để
chỉnh sửa theo cái phù hợp với là nhu cầu bé. Như là đôi khi thì bé thích học reading nhiều thì mình sẽ cho bé giải đề rất là giải đề nhiều và đồng thời bàn luận tại sao đáp án này đúng, đáp án này sai. Còn mình còn có một lớp người lớn thì chị mình gặp vấn đề, chị rất là một người giao tiếp rất là tốt, rất là thoải mái cởi mở, nên mình và chị rất là dễ giao tiếp với nhau và bàn luận nhiều thứ. Nhưng mà cái chị thiếu là cái phần sự tự tin, đó là sự tự tin về cái phần về fundamental trong tiếng Anh của chị. Cái chị có một cái nền tảng gọi là không hẳn là mất gốc, nhưng mà đồng thời cái nền tảng nó fundamental đó không thực sự ổn, đôi khi được cái này đôi khi được mất cái kia. Cái mình đang hướng tới cho chị, cố gắng giúp chị đó là sửa xây chặt cái nền móng đó trước. Về phần phát âm chủ yếu là hai phần đó, mình phải sửa những cái nền móng nhỏ nhặt nhất của chị trước, xong rồi mình mới có thể tính lên cao. Về phần phát âm thì gần đây thì mình cũng phát hiện ra chị khá là thích thú về phần speaking và phần đọc các văn bản nước ngoài. Thì mình thấy đó một nhận ra có đó một cách tốt để vừa có thể sửa được những cái từ tiếng Anh mà chị ấy hay mắc lỗi, và đồng thời thì mình cũng có thể giúp chị đó thêm về phần ngữ pháp, những cái cấu trúc ngữ pháp đơn giản để giúp chị làm một trả lời những câu hỏi một cách chặt chẽ nhất có thể. Và đó là cảm nhận của mình sơ về ba lớp, ba lớp mình đang nhận. Sau thời gian làm việc với tạp Pantado thì mình thấy đội ngũ nhân viên, mình thấy nhân sự, cách làm việc cũng như cách làm việc của Pantoro theo ý mình thì khá là hiệu quả. Như gần đây thì bên OOG có thay đổi phương pháp giảng dạy để giúp cho học giáo viên gọi là hiểu rõ trọng tâm của những cái bài học và nên như thế nào. Cái đó mình nghĩ đó là cách tốt để nâng cao cái quy trình làm việc một cách nó bài bản và nó chuyên nghiệp nhiều hơn. Và đồng thời mình nhận được rất là nhiều sự trợ giúp từ Linh chẳng hạn, rất là nhiều những cái tài liệu hay là những cái câu trả lời lời khuyên khá là hữu ích trong như nên làm như thế nào nếu gặp học viên như thế, và đồng thời mình có thể ứng biến như thế nào để phù hợp với học sinh hơn. Và đó là và đây đây là sự kết đây là kết thúc video về xét duyệt của mình. Mình xin cảm ơn.